Hello mọi người. Thì hôm nay quà của TikTok Live Master đã về đến tay Đạt rồi nhá. Bây giờ Đạt sẽ mở ra cho mọi người xem nhá. Đạt có rất nhiều quà. Rất nhiều quà một giải này nhá mọi người. Nhân tiện đây Đạt cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh các chị và các bạn đã. Đạt cũng có rất nhiều quà của TikTok và của các anh các chị các bạn gửi cho nữa. Hôm nay Đạt sẽ khui tất cả các món quà ra cho mọi người xem. Nhân tiện đây Đạt cũng có gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh các chị và các bạn đã đồng hành cùng Đạt suốt thời gian qua. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và mình mong sau này mọi người vẫn sẽ luôn yêu thương ủng hộ Đạt nhé mọi người. Nhiều quà lắm mọi người. Và bạn nào mà đang có ý tưởng muốn làm idol live thì các bạn hãy cố gắng hơn nữa để đạt được thành công nhé mọi người. Không có gì là không thể cả, nên mọi người cứ cố gắng là sẽ đạt được cái thứ mà mình mong muốn thôi. Món quà đầu tiên nhé mọi người, TikTok Master 2021 dành cho Đạt nhá. Đây tiếp tục xếp quà rồi mọi người ạ. Bảy ngày qua mình không Sài Gòn nên tất cả những món quà của Đạt là rất là nhiều. Món quà đầu tiên nhé mọi người. Một chiếc áo của TikTok mọi người. Tiếp tục. Rất là to, rất là nhiều mọi người. Này thêm không? Nhiều quà này có thêm không? Hả? Thêm không? Thêm. Ồ, thêm phải làm gì? Thêm phải cố gắng thì mới đạt được thành quả của mình được. Chỉ có cố gắng thì mới có thành công thôi. Và đây là món quà do TikTok tặng cho mình. Và đây là món quà của hãng Samsung Galaxy đã tài trợ nhé mọi người mùa giải lần này. Bây giờ Đạt sẽ bóc ra. Một chiếc quần của TikTok, một chiếc áo của TikTok mọi người, tiếp tục một chiếc áo của TikTok. Đây là phông TikTok. Đây là giấy chứ không phải ghế. Một chiếc ba lô của TikTok mọi người. Một chiếc ba lô của TikTok. TikTok Live. Mở cái gì đây?
một bộ hỗ trợ livestream từ TikTok. Có lẽ phần quà này mình sẽ mở cuối. Đây chắc mọi người cũng biết rồi đúng không? Đây là một bộ hỗ trợ quay, lại còn màu hồng nam tính nữa chứ. Hỗ trợ quay, hỗ trợ like, hỗ trợ rất là nhiều. Màu hồng nam tính mình rất là thích. Đây rồi. Một bộ tai phone rất xịn sò. Còn nữa. Một chiếc đồng hồ. Cái này tôi thử đi. Mình muốn chết à? Chưa vậy thôi, tí nữa mình sẽ bật lên. Đó. Và cái quan trọng nhất nha mọi người, đây là cái quan trọng nhất này. Chiếc cúp của TikTok. Nếu anh em có đam mê thì hãy theo đuổi đam mê của mình nha mọi người. Hãy cố gắng theo đuổi đam mê của mình và đặt nghĩ là mọi người theo đuổi đam mê của mình sẽ có thành công thôi, có cố gắng sẽ có thành công, nhưng mọi người đừng bao giờ nản chí nhá, mọi người hãy cố gắng nhá. Đây bóc của sườn này. Chưa xịn chưa? Và đó là tất cả những món quà mình nhận được nha mọi người. Xong mùa giải lần này, một năm cố gắng của Đạt Villa. Và cảm ơn đại gia đình Villa, cảm ơn các anh chị rất là nhiều, cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn đại gia đình Villa.